Hello, Đất Rẻ Hòa Nguyễn xin kính chào toàn thể anh chị, cô chú và nhà đầu tư. Hôm nay là ngày cuối tuần, chủ nhật. Mọi người cũng nghỉ ngơi bên gia đình, nhưng em thì vẫn lang thang đây đó để tìm hiểu, chia sẻ đến anh chị, cô chú những mảnh đất rẻ, đẹp và tốt nhất với cái thời điểm hiện nay. Hôm nay anh chị, cô chú thấy em râu ria xòm xòm không? Không phải gì muốn vậy đâu, tại thứ nhất là hết tiền cạo râu rồi, thứ hai nữa là lo tìm đất cho anh chị cô chú quá không có thời gian. Nói gì thì nói chứ cái vẻ đẹp trai thì nó vẫn còn nha. Em nói vui thôi chứ nay em tiếp tục chia sẻ lần thứ hai. Hôm trước em chia sẻ tên kênh Đất Rẻ Đại Bình rồi, thì hôm nay em chia sẻ tiếp tục tên cái kênh Đất Rẻ Hòa Nguyễn, một cái lô đất 9.560 mấy mét vuông, hơn 9 sào rưỡi, thì đường bê tông đến đất luôn đó. Giá thì nó rẻ lúc ở dưới đáy vực. Thì cái mảnh đất này anh chị cô chú khi đã xem rồi có quyền mua hoặc không mua, vì mình có quyền quyết định lựa chọn. Nhưng chủ nhà thì đã khom lưng hạ thấp mình đến gần sát đất rồi, cho nên khi em đã rao cái mảnh đất này là em nhận với cái giá thấp nhất, bèo nhất và nó hợp lý với nhất với cái thời điểm hiện nay nha anh chị cô chú. 9 sào rưỡi hơn mà giá thì chỉ có 220 triệu một sào, còn thương lượng nhẹ tí xíu thôi chứ không có thương lượng nặng nữa nha. Thì chủ nhà đòi 300 triệu á, thì hôm trước là có người trả 260 rồi thì không có ba bán đó. Bây giờ là nợ ngân hàng nó dí nó xiết chịu hết nổi rồi, nên bữa kêu em rao giùm 250 300 triệu, em nói em không có nhận, bán không có ra đó, cho nên em nhận 220 thôi. Mà em đăng một lần rồi cũng 4 5 ngày nay mà tìm cũng chưa được khách nữa đó. Nói chung cũng có người hỏi rồi nhưng mà xem xong thì cũng về, chắc là chưa đủ tiền chứ không phải gì hết, tại vì đất nó quá đẹp, vuông vức, đất cao ráo, đường bê tông đính đất luôn mà, thì không còn cái giá nào nó mềm hơn vậy nữa. Lúc đất sốt thì chủ nhà đòi 350 400, nhưng thời điểm hiện nay em chỉ nhận 220 và chủ nhà cũng hạ thấp mình xuống rồi để mong rằng bán được cái miếng đất này. Thì bây giờ mình lang thang vào cái khu đất này, khu vực này mình tìm hiểu đó, rồi bây giờ cùng với em dạo bước vài vòng nha. Đây là cầu vượt cao tốc tên đường tỉnh lộ 718 nha anh chị cô chú, nối liền giữa hai xã Hàm Thạnh và Mương Máng. Từ vị trí em đứng nè, mình về xuống tới ngay trung tâm thành phố Phan Thiết luôn á là 12 cây nha, mình ra quốc lộ 1A và 11 cây đó, và mình đi vào cái mảnh đất là 4 cây nữa là 15 cây, đường bê tông đến đất luôn, đường bê tông mới làm láng o đi đến đất luôn, xe hơi 4 chỗ 7 chỗ và xe các loại chạy vi vu. Rồi mình xem sơ cái đường cao tốc nha, cái hướng này là hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo nè đó, xe thì chạy rầm rầm nha đó, xa xa là những cái dãy núi nhấp nhô và mình theo cái con đường này mình vào đất, đường xá là ok luôn. Rồi bây giờ mình cùng đi với nhau tìm hiểu về cái mảnh đất này nha anh chị cô chú. Từ cái chân cầu vượt này nè, mình chạy tới trước khoảng chừng 100 m mình rẽ phải vào đất. Đường ta nói nó ngon gì đâu á, xe hơi chạy vi vu luôn, hai bên là dân cư rất là đông nha. Bên đây vẫn còn là xã Mương Máng, ở phía trước là trường học là cấp 2, rồi trường mẫu giáo, chợ nằm phía trước luôn. Rồi mình rẽ vào cái đường này nha, đây mình rẽ phải vào cái đường này thì từ đây mình chạy thêm khoảng chừng 200 m nữa, mình theo cái con đường bê tông mình chạy một hơi dài đến đất luôn. Đây cái con đường bê tông phía trước này anh chị cô chú đó, mình theo cái con đường bê tông này mình đi nha, đường bê tông mới làm láng o luôn,
từ cái vị trí ngã ba nhựa bê tông này mình đi vô đất là khoảng còn 3,5 cây nha, xe các loại chạy vi vu. Con đường làng quanh co uốn lượn với những mảng bê tông rất là tươi đẹp anh chị cô chú. Hai bên đường vào đất không, thanh long thì xanh mát một màu, nhà cửa dân cư thì rải rác 50 đến 100 mét là một căn nhà. Và cái mảnh đất em chia sẻ nó cũng sắp tới rồi, mình hãy đến và cùng tìm hiểu, thấy phù hợp thì mình đầu tư nha anh chị cô chú. Rồi, nó nằm phía trước đây. Đây đây, cái mảnh đất tuyệt đẹp hơn 9,5 sào đây. Nó vẫn nằm ở đây và chờ đợi anh chị cô chú hữu duyên xuống xem, chốt và sở hữu luôn. Đó, anh chị cô chú thấy không? Con đường bê tông thẳng tắp, hai bên là những cái vàng thanh long rất là tươi mát, xanh rì, xa xa là những cái dãy núi nhấp nhô. Đó, nhìn lên là thấy núi, thấy mây trời trắng xóa, một màu xanh của sự sống, một màu trắng của mây trời, đó, ngút ngàn, rất là đẹp. Chiều chiều ở đây nhiều khi nghe chim kêu vượn hú cũng rất là vui tai. Đất này rất phù hợp cho những anh chị cô chú thích ẩn cư nha. Rồi, trên đất có thanh long luôn, đó, điện nước có luôn, xài vi vu, nước thì nước khoan. Điện thì có dàn trụ điện luôn. Rồi, ngay cái vị trí em đứng là cái ranh đầu tiên nha. Mặt tiền của cái mảnh đất này là gần 100 mét luôn. Đó, bê tông, mặt tiền bê tông gần 100 mét, đất vuông quất như tranh vẽ. Đó, mà chỉ có 220 triệu một sào thôi. Không mua ở đây thì mua ở đâu, đòi hỏi cái gì nữa. Đó, anh chị cô chú có quyền lựa chọn. Muốn có cá tươi, cá ngon thì đi sớm hoặc là tự mình đánh bắt. Muốn có rau ngon, rau sạch thì tự mình trồng. Và muốn có mảnh đất đẹp này thì cứ tự mình liên lạc với đất rẻ Hòa Nguyễn nha, để được đất rẻ Hòa Nguyễn hướng dẫn xem đất, rồi gặp chủ làm việc chốt luôn. Không còn cái giá nào mềm hơn giá này nha anh chị cô chú. Mà khi mà đã xem kênh đất rẻ Hòa Nguyễn hoặc đất rẻ Đại Bình thì giá là em đã đưa sát đáy vực, sát đáy đại dương luôn, chứ không phải đưa ra để mà trả giá nha anh chị cô chú. Vì vậy, nếu anh chị cô chú mà đã theo dõi từ lâu rồi thì hiểu được sơ lược cơ bản về đất rẻ Hòa Nguyễn rồi. Còn nếu anh chị cô chú mới xem, mới biết thì cũng phải tin tưởng nha. Đó, em đi nãy giờ mỏi cả chân, xe chạy gần hết xăng này, chưa hết cái mặt tiền cái mảnh đất này luôn. Rất là đẹp. Đây, nay trời trong nắng đẹp, rất là cao ráo. Tới cái vị trí này em đi cái mặt tiền gần 100 mét hơn cho anh chị chú rồi đó. Rồi, tới cái phần trống này đây. Ồ, lo nói chuyện mà lố hơn 2 mét rồi. Đây, ngay cái vị trí này, ngay cái trụ này nè. Đó là cái ranh chạy thẳng vô trong kia nha. Đó. Đất cao ráo đẹp như mơ, giá rẻ bất ngờ. Và cũng không có thể chờ, vì chờ đợi, mặc dù biết là hạnh phúc nhưng mà chờ đợi đôi khi chờ lâu quá thì người ta chốt mất rồi lại tiếc. Đây, cái giữa hai bên này là cái ranh đất nha anh chị cô chú. Đó, đất thanh long người ta đang canh tác nha, nhưng mà do hết tiền rồi, hết tiền không thể chạy điện, không thể cắt cỏ được. Đó, vì vậy đang chờ anh chị cô chú xuống cho tiền đầu tư đây. Đó, thì đất này anh chị cô chú về thanh long này đang là cho trái, anh chị cô chú làm thì làm hoặc là chăn nuôi trang trại này nọ. Còn nếu mà mình mua mình đầu tư để sau này có giá bán lại, hoặc là sau này mình mới về, thì đất này anh chị cô chú có thể cho chủ nhà canh tác, giao kèo là bà nói người ta là chăm sóc gọn gàng. Đó, rất là đẹp luôn. Phía bên tay trái là anh chị cô chú nhìn không, người ta cắt cỏ để thấy nó rất là đẹp không, tưởng sân bóng đá không ấy chứ. Còn bên phải là không có tiền đầu tư nè, nhìn ơi, mặc dù thanh long rất là đẹp nhưng mà dưới cỏ cây nó cũng hơi bề bộn. Cái gì được chăm sóc
nó khác với cái bỏ phế anh chị cô chú đó, nhìn đây, rất là đẹp luôn đó. Chiều dài của mảnh đất này nó cũng gần 100 mét anh chị cô chú, tại vì nó vuông mà đó, rất là đẹp luôn. Em đi mà hụt cả hơi, mỗi cả chân mà chưa hết mặt tiền đất, mà chưa hết cái ranh ráp đất nữa. Đây, cái xung quanh này nè, của người ta là chăm sóc anh chị cô chú thấy không, rất là đẹp luôn. Còn của mình bên đây là cái ranh này đây, phía nào có cỏ là ranh ráp của mình nha. Rồi mình đi tiếp qua bên kia. Thanh long này hôm nay có giá rồi anh chị cô chú à, khoảng 15-16 ngàn một cái ký đó. Thì với cái vườn thanh long gần một mẫu này anh chị cô chú chăm sóc tốt thì nó khoảng được 14-15 tấn, mà giá khoảng 14-15 ngàn là mỗi lần thu hoạch như vậy kiếm 100 mấy 200 triệu là chuyện bình thường nha. Thì dân ở đây thì người ta giàu cũng từ thanh long, mà từ khi cái đại dịch Covid nó xuất hiện rồi thì người ta cũng khổ vì thanh long luôn. Cái đó là do trời thôi. Còn bây giờ là giàu hay không giàu là do mình, vì ông trời ổng cũng có đức hiếu sinh mà. Ổng qua cái cơn đại dịch rồi giờ ổng cũng cho cơ hội để mình làm lại từ đầu đó. Thanh long rất là đẹp, ở ngay cái vàng phía sau nè, ranh rắp nha anh chị cô chú. Phía bên kia là nó có một cái cạnh suối nhỏ nữa đó, bơm nước luôn, điện nước ok, xài quy vu. Em đi thở oxy luôn mà chưa hết cái vị trí mảnh đất nên chị cô chú, quá đẹp đó. Cỏ này cắt xong rồi nó nhìn như cái sân bóng đá luôn, lắng o luôn. Đất đẹp như tranh vẽ, giá rẻ như cho 220 triệu một sào mà mặt tiền đường 100 mét, ở đâu mà rẻ hơn nữa đó. Mặc dù chờ đợi là hạnh phúc, nhưng chờ đợi trong cái giây phút này là đôi khi là sẽ là thiệt thôi, vì mảnh đất quá đẹp. Qua tới cái ranh bên đây nha anh chị cô chú, cái kia bên đất cỏ nhiều hơn nữa là cũng của người ta đó. Quá trời, rất đẹp. Đó. Còn có nhiều anh chị cô chú muốn đất mặt tiền thì đây, mặt tiền 100 mét rồi mà rẻ. Rẻ nhưng mà rẻ ở mức độ nào thôi, chứ còn rẻ quá cứ giống như cho luôn rồi chứ đâu phải là bán nữa. Đó. Đất này sốt trở lại 350 là chuyện bình thường đó. Vì lúc chủ nhà đòi 350-400 nhưng mà lúc đó là nó qua cái cơn sốt rồi nên người ta không có thể đụng tới được đó. Mà em cũng khuyên chủ nhà rồi, bây giờ khách vô mà giá trả giá được từ 201 đến 215 triệu một sào là nên bán đi, chứ còn chần chừ nữa là không còn cơ hội rồi, ngân hàng nó siết siết cũng thở không nổi mà cũng chết luôn. Vì vậy khách mà thiện chí vô trả giá mềm 210 215 triệu gì nên bán đó. Còn không bán nữa thì để tự bán luôn, chứ em không có tìm nữa. Đó, phía trên đất này nè, nó có một cái ao cho mình canh tác luôn nha anh chị cô chú, rất là đẹp luôn nha. Đây, cái ao này là để mình là lấy nước nha. Này là mình chiều mình làm cái vọng nguyệt đài đó, để mà sáng uống trà đàm đạo đánh cờ tướng, chiều uống rượu ngắm trăng làm thơ, chơi cái vàng lo âm ly kẹo kéo nữa. Thì thôi, cuộc sống nó làm sao mà chỗ nào bằng được. Đó, cái ao này tính ra gần một sào đất đấy, rất là đẹp. Đó. Rồi mình tiếp tục đi anh chị cô chú ơi. Thanh long này cắt cỏ thôi, đầu tư lại là nếu mà có giá tháng kiếm 150 là chuyện bình thường. Đó. Trên đất có một cái chòi nhỏ luôn, cái chòi này cũng giống như để che nắng che mưa. Nhưng mà anh chị cô chú mà chưa có tiền để xây nhà biệt thự liền thì mình ở đỡ cái chòi, sau đó mình xây biệt thự luôn. Đó, rất là đẹp. Đất vuông vức đẹp như mơ. Em đi nãy giờ là gần 15 phút hơn rồi mà chưa hết cái mảnh đất nên chị cô chú à. Đó, thở oxy luôn đó.
quá trời đẹp. Thì đất này em nói là lần nữa anh chị cô chú, nếu mình nhờ người ta chăm sóc thì mình có thể cho chủ nhà làm, rồi buộc chủ nhà là phải chăm sóc các cỏ đồ rõ ràng. Đó. Trên đất có nhà có đu đủ luôn. Đây có một cái căn chòi. Đây là anh chị cô chú xem nước nè. Ở xài trong quách theo. Đó. Mặc dù nó không như biệt thự nhưng mà nó cũng che nắng che mưa được cho anh chị cô chú nha. Rồi. Em đã trở ra lại vị trí mặt tiền rồi. Rồi mình cùng nhìn lại một lần nữa cái mảnh đất 9 sào rưỡi. Mặt tiền 100 m ở thôn dân Thuận, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nha. Quá đẹp. Đây mặt tiền chạy vi vu. Rồi. Mảnh này là chủ thu về 220 triệu một sào nha anh chị của chú. Thì tính ra cũng 9 sào rưỡi thì cũng 2 tỷ 2 tỷ mốt gì đó. Thì hãy gọi ngay cho em, gọi gấp, gọi liền rồi xuống chốt liền nha. Tại vì lúc này mà không chốt và để đất sốt thì không còn giá này nha. Rồi. Anh chị của chú mà chốt thì chủ nhà nó mừng lắm, giải quyết được cái chuyện tiền ngân hàng. Rồi. Em thì sẽ được chút lọc lá, duy trì sự sống và kiếm cái dao cạo râu. Đó. Rồi, em xin chân thành cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều. Xin chào và rất mong gặp lại trong tuần sau nha. Mai em đăng là thứ ba, thứ tư xuống chốt luôn.